Xin chào quý bà con. Hôm nay công ty Tài Hưng Thịnh đến thăm lại cái vườn khoan trên gia tái sinh. Vườn này làm được 5 năm. Hôm nay là vườn chuyển qua cạo. Tại gần cuối vụ rồi. Gần cuối vụ rồi, cạo ấp khí để cho cây nghỉ sớm. Đưa qua mấy cái vàng chán này nè. Tính ra cái đây cho bà con thêm cái lượng mũ cạo nha. Đây đây là cạo da tái sinh. Tái sinh. Áp khí 5 năm rồi. 5 năm rồi. Bây giờ cạo tái sinh. Đó. Cạo ngay cái áp khí luôn. Đó, đây vẫn là cạo ngay áp khí luôn như cái anh chủ vườn anh chia sẻ. Đây là phần mũ nó chảy. Ừ. Do cạo hồi 5 giờ sáng mà sáng nay mưa hả anh? Ừ, mưa quá trời. Đây. Bà con mình xem nha. Nay gần cuối vụ mình chuyển qua cạo để cho nó nghỉ sớm hả anh? Đúng rồi. Chứ bình thường mình khoan thì cái lượng mũ nó cũng giống vậy luôn hả? Ừ, lượng mũ 9-10 vậy đó. À, lượng mũ 9-10. Đây là chén 1.8 hả bà con? Ừ. Ủa, nó chảy quá trời chảy ra ngoài anh ơi. Không, cái đó là nó chỉnh rồi, hồi sáng nó chỉnh rồi đó. Chỉnh rồi hả? Có hồi kia thì nó không thấy, bây giờ sáng là nó ra chỉnh rồi. Trời ơi, cây này nó chảy. Ừ, nó chỉnh lại rồi, được tô máy á. Ý là chỉnh rồi mà được tô máy. Ha, đây là bà con xem ha, đây là cạo lại ngay chỗ phần mà áp khí 5 năm về trước luôn. Này chén lớp 8, hai chén. Hai chén, hai tô. Cái này là lưng chốt nó bị chảy ra ngoài rồi. Cái phần này là chắc là do cái miệng cái mình miệng không kéo. Dài á, cái miệng không kéo lại. Đây. Nó bị nghiêng ra. À, nó nghiêng ra, nó mới chảy như thế này. Nè, cái này nếu mà đúng ra áp má dao kéo thì nó có lòng máng sâu vô. Còn cái này hai đứa này nó tệ quá, nó không biết. Ồ. Con đứa này đứa khác á. Giống nhau không làm giàu sao cho nổi. Cây đúng áp khí lại cái miệng cạo. Tính ra là năm rồi với đầu vụ mình khoan là này trên là 9-10 lượng mũ luôn ha anh. Ừ. Đạt dữ ha. Cái cây này nó mới mở có 2 dao nè. Mới có 2 dao. Đây,